kêu á, chừng nào mà có đám cưới với dưới quê kêu chỉ luôn ship đi về dưới mình chơi. Mà chỉ có kiểu có con luôn. Nhỏ. Cái nào có sao con nói vậy, có đâu nói thiệt vậy. Cái nào con nói được, con thấy chắc được thì con hứa, mà không được là con không biết người về được không. Thế bữa đó rảnh thì về. Bữa đó nếu có mình chồng em qua đám cưới không á, thì chị về, thấy không? Mà có đòn qua coi mắt nữa thì chị đâu về được. Dạ. Thấy em tao qua là sao quần quần lắm về được. Không biết đâu được á. Nhân ăn một ngày đi mà nhà đi em. Chú ba không dính bên cái xạo bên kia, tao mới dính bên xạo bên này đâu, đi đâu được. Nãy con bé ấy vậy. Ở nhà Vinh nó điện lên nó kêu mai về, về với nhà qua đám cưới nè, chồng nó qua cái giấy diễm cưới đó. Nãy hai chồng nó về dưới rồi đó. Sáng. Nó dặn không về hả? Giấy đám cưới á, cái giấy gọi ngay giấy kết hôn rồi về đám cưới đó. Kêu nó về dưới tao, chú ba nó về là tao với nó không có dứt dứt chân đi đâu được. Tại vì nãy mẹ nó chưa kết thúc, nó còn xì xìa tỉnh đó. Bây giờ kết thúc. Ăn đâu đó, nãy đây tao thấy vô lấy giấy tờ lúc bà chị mày ngồi trong phòng thấy không? Dạ. Đó, thấy nó rồi, nó chắc rồi đó. Lấy giấy tờ ra rồi. Ngày hồi sáng còn chưa chắc nữa hả? Sao một đêm mà ổng quá suy nghĩ. Sáng rồi hả? Người vợ gì đâu rồi đó. Thằng này nó không có yêu cầu gì á. Nó không có yêu cầu đẹp hay là nó cao hay là như này kia vậy đó. Nó chỉ yêu cầu nhìn cái mặt như là có duyên với lại mà hợp với nó là được. Ê, rồi. Chị nói em là lùng là xấu đó. Cái gì nữa? Hay mày tự nói nha. Ai là cô nghe con nói nó xấu không con? Cái gì? Không có yêu cầu cái gì hết trơn nghe. Chị, tất nhiên là chị nói em lùng. Gài tao mày. Không mà, mà hợp không em? Coi. Nó còn chỉ tay với bọn này á. Không thèm coi dạ. Chỉ tay thì chụp chỉ tay. Coi chỉ tay coi coi nó như này hả này hả con. Em bữa thấy con cái đuổi nữa. Nè, còn có mấy đứa con nữa đó. Ông gửi đi cho hả? Bạn ông hay là gia đình ông gì nữa đó. Tới kêu quẹo lại á. Bách. Dạ. Coi hả không đó hả? Nó mới chịu á. Ông tin gì đâu. Có Ngọc mới ra trước cửa sắc sạn không có đứng cầm điện thoại điện nha Ngọc. Dạ. Ngay gốc cây nó giật mấy chục cái điện thoại vậy đó cho mày biết. Vậy hả? Nói tao không dám đứng cái điện nữa thấy không? Nó chui vô cái xà này ngồi đi. Đi dặn ổng đi. Nó biết rồi.